Tiếp theo thì trong video này đồng hồ Quang Lâm sẽ bóc hộp và trên tay với các bác một mẫu đồng hồ của Casio. Chiếc này là Casio Edifip SCB30DB một ADF. Đây cái mã này, SCB30DB một ADF. Một mẫu đồng hồ mới, full box, hộp đầy đủ chưa qua sử dụng, được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi đồng hồ Quang Lâm. Và hôm nay thì em sẽ bóc hộp với mọi người mẫu này. Chiếc này về của chúng ta sẽ là full box hộp đầy đủ và có hướng dẫn sử dụng của Casio cho dòng máy 5686 trên chiếc này. Đó, và đây là một cái đồng hồ sử dụng chức năng kết nối Bluetooth để kết nối với điện thoại di động cho nên là họ có nguyên luôn cái thẻ để chúng ta có thể cắm vào đây để có thể download cái ứng dụng Casio Watchet này về điện thoại để cài đồng hồ qua điện thoại qua ứng dụng Casio Watchet và qua kết nối Bluetooth thì chúng ta sẽ chỉnh chiếc đồng hồ này hoàn toàn bằng điện thoại. Đó thì đây là các một cái standy với các chức năng của cái dòng này. Tí nữa chúng ta sẽ đi kỹ hơn về các chức năng của nó. Bên trong sẽ có một cái hộp của nó đây. Và đây là cái gối ở bên trong và đồng hồ chính của chúng ta đây. em sẽ bóc tạm cái siêu này ra để các bác dễ quan sát hơn một mẫu mới ra rất đẹp của Casio nhé dòng này thì nó được Casio thiết kế dựa trên hai yếu tố đó là tốc độ và sự tinh tế sự thông minh tức là một dạng đồng hồ thông minh và thể hiện được sự tốc độ sự nhanh nhạy con này có mã đầy đủ là caso edifip ecb 30 db 1 adf nhé Đó, sự kết hợp giữa công nghệ cao và cái thiết kế kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ thể thao và bên cạnh đấy thì cũng có cái sự trang nhã lịch sự với mẫu đồng hồ này thì chúng ta có thể dễ dàng đồng bộ hóa với điện thoại di động qua kết nối Bluetooth và sử dụng ứng dụng Casio Watch để có thể sử dụng tất cả các chức năng trên đồng hồ bằng điện thoại di động. Thì đây là cái nét nổi bật nhất của cái mẫu này. Con này có size mặt đường kính là size 44. Dày ở đây là 13,1mm. Cái lắc tu lắc này là 52,1 nhé. Và thay dây da thì dây da 21 khóa sẽ là 19. Với size thiết kế này thì nó phù hợp với lại cổ tay chu vi tầm 16, 17, 18. Đeo dòng này là rất phù hợp nhé. Thiết kế mới và hiện đại của Casio. Với lớp vỏ ngoài bằng thép không dỉ. Thiết kế mạnh mẽ và chắc chắn. Thiết kế gợi nên một cái hình ảnh của một chiếc xe đua, một chiếc dòng thể thao. Rồi là đầy đủ các chức năng cho những người mà đam mê đua xe, đam mê tốc độ đó là đồng hồ kỹ thuật số digital cùng với lại kết hợp với đồng hồ analog rồi là cái đồng hồ kiểu như là đo tốc độ ở dưới góc 6 giờ đây Nó gọi nên cái công tơ mét ở trên cái cái đồng hồ đo tốc độ, cái cái kim đo tốc độ trên ô tô. mặt số chìm nhé, các lớp, đó, rồi là các bộ kim cọc họ làm rất là to bản để tạo nên cái sự uh, hầm hố và mạnh mẽ. Nó mặt số chìm này thì nó lấy cảm hứng từ cái đồng hồ đo tốc độ của những chiếc xe ô tô. Vị đặc biệt là vị trí 6 giờ này nó sẽ có cái kiểu cái đồng hồ đo tốc độ ở trên xe ô tô và bộ kim Chúng ta cũng sẽ thấy trên chiếc này nó sẽ có kim giờ kim phút Được uh, Casio đã trang bị dạ quang ở trên uh, thân nhé Để có thể dễ dàng quan sát trong buổi tối Còn máy thì con này ở đây nó sử dụng bộ máy là Máy uh, Ở đây họ ghi lúc nãy là cái quyền hướng dẫn sử dụng Đây máy của nó đây là máy 5686 Máy 5686 và tính năng ứng dụng quan trọng nhất trên mẫu máy này đó là chức năng kết nối với điện thoại di động. Kết nối qua ứng qua qua kết nối Bluetooth ấy. Thì khi kết nối với điện thoại di động thì nó sẽ chúng ta có thể chỉnh chiếc đồng hồ này hoàn toàn bằng điện thoại được. Tự động đồng bộ thời gian qua mà chúng ta không cần phải chỉnh. Cái thứ hai là bộ máy này nó sẽ có cả giờ thế giới với khoảng 300 thành phố ở trên thế giới đây. Thì chúng ta có thể dễ dàng chọn thành phố, giờ thế giới bằng ứng dụng trên điện thoại hoặc có thể chỉnh thủ công bằng tay. Rồi là có cả lịch timer này. Đó. Tức là hiện mà báo báo thức đấy. Rồi là đếm ngược đấy. Rồi là có chức năng là đồng hồ bấm giờ này. Rồi là có chức năng phone finder là chức năng tìm điện thoại di động bằng đồng hồ tức là chúng ta bấm một cái nút ở trên đồng hồ thì nó sẽ làm cho đồng điện thoại của chúng ta nó đổ chuông Đấy, nhấn một nút nhưng mà phải nằm trong phạm vi bluetooth thì đây đó là một cái chức năng mới nhưng mà nó có một cái hạn chế đó là phải nằm trong phạm vi kết nối bluetooth Đấy, một chức năng rất mới mà ít hãng đồng hồ có thể làm được nhưng mà theo trải nghiệm cá nhân thì đồng hồ Quang Lâm thấy rằng là chức năng này không thực sự hiệu quả. Mà nói thật là không có tác dụng mấy. Bởi vì tìm được điện thoại tức là khi chúng ta bấm một nút trên đồng hồ này thì điện thoại này nó sẽ kêu. Nhưng mà chỉ kêu khi mà hai cái này nó nằm trong phạm vi kết nối với nhau bằng bluetooth. Còn nếu mà đang không kết nối bluetooth với nhau thì sẽ không sử dụng được chức năng này. Đó, thế thì rõ ràng là hầu như là không có giá trị sử dụng thực tế bởi vì chúng ta chỉ dùng chức năng này để tìm điện thoại khi mà không biết điện thoại ở đâu hoặc là để ở xa và hầu hết là đều không có kết nối bluetooth lúc đó thế thì lúc đó thì lại không tìm được thì lại không có tác dụng gì còn một khi đã kết nối bluetooth rồi thì phần lớn các trường hợp là hai cái này điện thoại nó đang ở gần nhau rồi thì lúc đó lại không cần phải tìm nữa thì trải nghiệm cá nhân thì em thấy là chức năng này nó cũng không có cái gì hay cả chẳng qua là lúc nào mà rảnh rỗi thì chúng ta lôi ra nghịch thôi thì nó vui vui thôi rồi là đằng sau này thì chúng ta cũng sẽ thấy họ niêm yết đầy đủ các thông số kỹ thuật về thân vỏ thân phép không gì chống nước 100 mét nước tem chống hàng giả của đơn vị anh khuê đơn vị phân phối đại lý của casio tại việt nam chức năng kết nối Bluetooth này rồi là các cái số seri em sẽ ướm thử trên cổ tay 16.5 nhé với size đường kính là 44 lắc to lắc đây nó là 52,6 và độ dày là 13,1 đeo trên cổ tay 16.5 nó sẽ như thế này mọi người hãy cùng xem nhé đó, rất là vừa vặn kính của trên dòng này thì nó là kính khoáng cứng chống xước nhé kính khoáng cứng chống xước. Và chúng ta cũng sẽ thấy là có chức năng bluetooth, mặt số rất là rõ ràng. Dòng thể thao mà. Và đặc biệt là giá, mức giá cực kỳ tốt với một chiếc được phân phối chính hãng tại Việt Nam mà giá niêm yết của hãng tại Việt Nam đang là 5 triệu 727 000 thì hiện tại đồng hồ Quang Lâm đang có được một mức chất khấu rất là tốt với mức giá chỉ có 4 triệu 250 nghìn cho chiếc này thôi. 4 triệu 250 nghìn nhé. Bác nào mà đang quan tâm mẫu này thì có thể liên hệ với bên đồng hồ Quang Lâm. Với mã của chiếc này là 8291. Và thông tin liên hệ với bên em đó là các bác có thể vào website đồng hồ quang lâm.com để đặt hàng. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp với bên em theo số hotline 0834 69 6699 hoặc trực tiếp tên tay tại 23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội đồng hồ quang lâm nói thật giá thấp trong video như thế nào thì các bác sẽ nhận hàng đúng như vậy xin cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo